Thưa quý vị và các bạn, rượu bia được sử dụng rất là phổ biến ở Việt Nam. Nếu như thông thường sử dụng một lượng ít rượu bia thì cũng không gây nên những tác hại đáng kể. Tuy nhiên, nếu như chúng ta sử dụng một lượng lớn rượu bia vào một thời gian thường xuyên thì có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và các mối quan hệ xã hội. Và trong chương trình Bác sĩ gia đình ngày hôm nay, xin mời quý khán giả cùng gặp gỡ bác sĩ Lê Hoàng Tường Lâm, trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Quốc tế Columbia ASA Bình Dương để cùng được bác sĩ tư vấn những cách xử trí khi bị ngộ độc rượu. Rượu bia có chứa cồn, tên hóa học gọi là ethanol, một chất gây nghiện làm ức chế hoạt động của não bộ và hệ thống thần kinh trung ương. Nếu uống quá mức, rượu bia có thể gây nôn mửa, nó cũng làm giảm phản xạ há miệng, làm tăng nguy cơ vô tình hít phải chất nôn vào phổi, dẫn đến một gián đoạn nguy hiểm chết người do ngạt thở. Nôn quá nhiều cũng dẫn đến mất nước nặng, người ngộ độc rượu được cứu sống có thể có tổn thương não vĩnh viễn. Thưa bác sĩ có thể cho biết là những cái dấu hiệu của ngộ độc rượu là như thế nào được không ạ? Ngộ độc rượu là một trong những cái tình trạng mà hiện tại thường gặp nhất, các cũng đã biết rồi, báo chí cũng đã đăng rồi. Ở Việt Nam thì cái tỷ lệ sử dụng bia rượu rất là lớn. Ngộ độc rượu nói chung là giống như là gọi là say rượu, thì nó sẽ có nhiều mức độ, từ say rượu và có thể đầu tiên là người bệnh nhân sau khi uống rượu là họ sẽ thay đổi về mặt tri giác, tức là ý thức. Ví dụ như là họ có thể là không có nhận biết được là xung quanh, đó chỉ là mức độ một thôi. Nhưng có một số trường hợp khi ngộ độc rượu ảnh hưởng tới tim mạch, ảnh hưởng tới hô hấp và nặng nề nhất, hôn mê và đôi khi tử vong. Thưa bác sĩ, khi mà chúng ta phát hiện ra bệnh nhân có những cái dấu hiệu bị ngộ độc rượu thì chúng ta nên làm gì ạ? Thì khi chúng ta phát hiện một người có ngộ độc rượu thì thí dụ mình thấy bệnh nhân ói hay bệnh nhân hôn mê có rất là nhiều cái mức độ. Bây giờ thí dụ mình thấy bệnh nhân ói, thứ nhất là chúng ta phải cho bệnh nhân một, nếu bệnh nhân còn tỉnh thì cho bệnh nhân ở cái tư thế ngồi thôi. Tư thế ngồi thì khi ói nó sẽ vọt ra phía trước, không bị sặc, hít sặc vào. Thứ hai, nếu bệnh nhân ói mà bất tỉnh luôn mà không có ngồi dậy được thì tốt nhất phải cho bệnh nhân nằm nghiêng qua một bên để cho không có bị hít ngược cái dịch ói vào trong phổi, có thể gây cái viêm phổi hít. Thứ nhất, thứ hai nữa, và khi có chuyện đó xảy ra thì một là gì? Là chúng ta phải điện thoại cho một cái cơ sở y tế gần nhất, hoặc là cho xe tới rước, hoặc là chúng ta có, nếu mà bệnh nhân còn tỉnh thì chúng ta sẽ hỗ trợ tới ngay bệnh viện gần nhất. Và tại vì dưới như bệnh nhân rất, cần rất là nhiều nước để bù vào lượng mất ra sau khi ói, là cần đảm bảo cho đường thở không bị hít sặc, không bị ngưng thở. Thưa bác sĩ, vậy thì để đảm bảo sức khỏe một cách tốt nhất thì bác sĩ có lời khuyên gì cho tất cả quý vị khán giả của chương trình ngày hôm nay ạ? Thật chất ra thì có rất nhiều lời khuyên đơn giản, rất là đừng uống rượu. Mà thật chất ra đó, cái đó thì rất là khó cho chúng ta. Bây giờ hiện tại ai cũng gọi là phải có giao tiếp, ai cũng đổ thừa là vì yếu tố xã hội. Thì bây giờ chủ yếu là một là chúng ta uống rượu là không được uống quá nhanh và không được uống quá nhiều trong một lúc. Thứ hai là không nên uống trong lúc để bụng đói, vì lúc đó rượu nó sẽ dẫn vào máu nhanh hơn. Tức là ăn uống xong có vừa ăn vừa uống thì nó sẽ đỡ hơn. Và cái tiêu chuẩn để khi chúng ta uống rượu mà gọi là có lợi cho sức khỏe thì nữ và nam, nam thì có thể một ngày uống khoảng chừng 2 lần, nữ thì chỉ có 1 lần thôi. Tuy nhiên một lần uống như thế thì bao nhiêu là gọi là tốt cho sức khỏe, thì cứ một ngày quy chuẩn cơ bản là 30ml rượu mạnh. Thì bây giờ thí dụ như là bia là 5 độ là có thể chúng ta được 240-250ml bia, hoặc rượu vang thì 12 độ thì mình cứ nhân 3 lên. Đó là đơn giản nhất, thì mỗi ngày thì chúng ta chỉ được như đó. Còn nếu hơn nữa thì nó sẽ gây ra rất là nhiều cái hệ lụy, không phải là cái ngộ độc rượu không, mà còn ảnh hưởng tới gan về lâu về dài. Rất là cảm ơn bác sĩ với những thông tin hữu ích vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, những thông tin mà bác sĩ Lê Hoàng Tường Lâm vừa cung cấp cũng đã khép lại chương trình Bác sĩ gia đình ngày hôm nay. Một lần nữa xin được cảm ơn Bệnh viện Quốc tế Columbia ASA Bình Dương đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.